Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và mình sẽ thảo luận câu hỏi này và nó sẽ ra được những vấn đề mà chúng ta mong đợi buổi sáng nay. Trên thế giới hiện nay, ai là nhân vật quyền lực nhất? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần trả lời. Trong thế giới hiện nay, ai là nhân vật quyền lực nhất? Tổng thống Mỹ à? Rồi, xin mời mọi người. Đức Giáo Hoàng. Ai nữa? Nào, chúng ta hãy cùng thảo luận. Donald Trump à? Có một người em nói là Đức Giáo Hoàng rồi. Donald Trump, ai? Chúa. Đúng rồi, chúng ta nói trên thế giới mà. Hay là Vladimir Putin? Hay là Tập Cận Bình? À, ok. Tôi nghĩ chắc anh em bắt đầu có những câu hỏi chạy qua chạy lại trong tâm trí của anh, nhưng mà ngại không dám nói ra thôi, đúng không? Bây giờ tôi nói với anh em hai lần là quyền lực nhất này. Sao Satan mà quyền lực nhất được? Giữa hội thánh của Chúa mà nói Satan là quyền lực nhất là hơi căng đấy nha. Satan bây giờ kinh thánh chép là nó bị đau nó bị dày đầu nó dưới đứa chân rồi, cho nên giờ nó ngoay ngoảy cái chân nó lo, còn cái đầu nó bị đè dưới rồi, cho nên không thể nói nó là quyền lực được, nó chỉ là kẻ lừa dối. Bây giờ nó chỉ đi lừa chỗ này, thấy lừa chỗ kia, thấy lừa được người nào thì nó hưởng người đó, cho nên anh chị em không thể nào Satan là quyền lực được. Bây giờ tôi sẽ nói cho em là khi câu hỏi đó đặt ra thì nhiều người sẽ trả lời là Tổng thống Mỹ, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, rồi như người Nam mình nói là Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà tôi nói với anh em, nhân vật quyền lực nhất trên thế giới hiện nay là Đức Thánh Linh. Amen. Vì sao tôi nói câu đó? Bởi vì nếu anh em nói Chúa Giêsu thì tôi nói rằng Chúa Giêsu bây giờ ngồi bên phải Đức Chúa Cha. Amen. Còn Cha chúng ta thì ngồi trên ngôi của Ngài. Nhưng đấng hiện nay ở dưới trái đất này là ai? Tôi muốn nói điều đó để cho chúng ta có nhìn thuộc linh. Bởi vì chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta quen nhận định bằng mắt, bằng tâm trí. Chúng ta hay nhìn nó, con người này, con người kia. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy lọc bỏ cái tính đó đi và hãy có cách nhìn thuộc linh. Nhìn thuộc linh nghĩa là nhìn xuyên qua thế giới hữu hình này để thấy một thế giới vô hình. Trong thế giới vô hình đó, Đức Thánh Linh là đấng hiện nay đang ở trong anh em, ở cạnh anh em, ở trong hội thánh và làm tất cả những việc trên trái đất này. Và Kinh Thánh chép rằng Ngài là tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va. Thế thì ai quyền lực bằng Ngài? À, Ngài ban quyền năng cho anh chị em dày đạp Satan dưới chân, đúng không? Ngài giúp đỡ cho anh chị em để bệnh tật của anh chị em được chữa lành, có phải không? Ngài nhấc người này lên, hạ người kia xuống, có phải vậy không? Và Ngài xây dựng hội thánh của Ngài mà không thế lực nào có thể. Hội thánh của Ngài từ 12 con người, rồi từ 120 người, bây giờ lan truyền khắp thế giới. Chúa Thánh Linh vẫn đang hành động trong hội thánh của Chúa. Cho nên tôi nói câu đó để cho chúng ta bắt đầu mở tâm trí của mình và hiểu rằng Chúa Thánh Linh là một đấng có cảm xúc, có suy nghĩ, có tất cả mọi điều như một cá thể. Chúa Thánh Linh không phải chỉ là gió, không phải là lửa, cũng không phải là một nguồn quyền năng hay là một lực siêu nhiên ảnh hưởng nào người ta hay làm được. Không, Ngài là đấng có thể nói chuyện được. Amen. Ngài là đấng có thể bị buồn được. Ngài là đấng có thể vui mừng được. Ngài là đấng có thể ban phước, chữa lành, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Ngài có tâm trí, Ngài có tiếng nói, Ngài có thể cầu thay. Amen chứ. Mặc dù mắt chúng ta không thấy, nhưng Ngài đang ở trong hội thánh hiện nay. Amen. Chị có tin điều đó không? Amen. Và tôi công bố cho anh em và hội thánh biết, Đức Thánh Linh là đấng quyền lực nhất trên thế giới hiện nay. Thầy vỗ tay tôn vào Ngài.
Cho nên mới đây tôi có đăng một cái câu mà tôi học được từ ông Stephen, một đầy tớ của Chúa. Ông nói như sau: Hội thánh ngày hôm nay trở nên khô hạn là bởi vì hội thánh không tôn trọng Đức Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh chạm đến thứ gì thì thứ đó trở nên sống động. Tại sao trong hội thánh nhiều những cuộc đời bị hành hạ, nhiều những cuộc đời bị nhiều những rắc rối trắc trở mà không giải quyết được? Bởi vì chúng ta không cho phép Đức Thánh Linh phóng thích sự chữa lành và sự sống của Ngài cho những người đó. Ngày hôm nay, thách thức của hội thánh là chúng ta cần phải nhận biết và làm bạn với Đức Thánh Linh. Bởi vì Ngài đang ở dưới đất này để cùi giúp hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta loại bỏ Ngài ra khỏi hội thánh, nếu chúng ta loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống cá nhân của mình, thì tôi xin thưa với anh chị, hội thánh chỉ là cái nghĩa địa hoang tàn, bên trong nó chỉ là những xác chết. Thế nhưng hôm nay chúng ta chuộng những quyền lực của đời này, và chúng ta lại vô tình bỏ mất một đấng quyền lực nhất thế giới. Đó là do sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Amen. Cho nên trước khi đi vào đề tài buổi sáng hôm nay nói về sự lạc thánh, tôi nói cái điều đó để làm gì vậy? Để khích lệ anh chị em, để hướng tấm lòng anh chị em không phải vào những cái sự việc, những công việc, những quyền năng, những gì mà chúng ta làm để gọi là sự đắc thắng. Nhưng tôi muốn hướng anh chị em vào đấng đắc thắng. Khi anh chị em có đấng đắc thắng, anh chị em sẽ có tất cả. Anh chị em có Ngài, anh chị em sẽ bắt đầu được thỏa nguyện trong đời sống của mình, trong tất cả mọi lĩnh vực mà anh chị em chạm vào. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài làm thế nào để sống liên tục. Dĩ nhiên chúng ta có thể đắc thắng một thời điểm nào đó, nhưng rồi sự thật là đời sống cơ đốc chúng ta như sóng biển vậy đó, lên và xuống, lên và xuống. Hôm nay vui mừng nhảy múa hallelujah, nhưng ngày mai thì ngồi rầu rĩ và khóc lóc. Có đấy, đó là sự thật. Cho nên vấn đề ở chỗ là làm thế nào để chúng ta liên tục giống như Chúa Giêsu là đấng liên tục sống trong sự thật, liên tục chiến thắng, liên tục đi trong vị trí của chiến thắng. Đó là điều hôm nay chúng ta cần dành thời giờ để chú ý. Như tôi đã nói, chính Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng. Chúa nói trong Luca chương 10 câu 19 là gì? Này ta ban cho ngươi quyền để giày đạp nắng rết và cảm dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Chúa ban bằng cách nào? Có bao giờ chúng ta tự nghĩ Chúa ban cho mình bằng cách nào? Đó là anh chị em, Chúa sức dầu cho anh chị em bằng Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em, anh chị em sẽ mặc lấy quyền phép, và quyền phép đó thắng hơn quyền lực của Satan. Quyền phép đó thắng hơn đói nghèo, bệnh tật, dù đó là ung thư hay là HIV. Quyền lực đó thắng hơn cửa âm phủ. Và khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, khi Ngài gục đầu, Ngài tắt hơi và Ngài nói mọi sự đã trọn rồi, bức màn bị xé ra để cho mỗi một con người được bước vào nơi thánh. Đồ anh chị, nơi thánh là nơi gì? Nơi thánh chính là nơi thần của Đức Chúa Trời hiện diện. Cái vấn đề Chúa Giêsu làm, cái vấn đề Chúa Giêsu phải chịu, phải trả giá, là để cho Đức Thánh Linh một lần nữa có thể vào và ngự trong lòng con người tội lỗi. Và đó chính là căn nguyên, đó chính là lý do tại sao chúng ta thắng hơn quyền lực của tội lỗi. Như vậy thì chúng ta đã thắng Satan, nhưng bên trong chúng ta thì chúng ta thắng hơn tội lỗi. Quyền lực tội lỗi bên trong chúng ta đã bị bể gãy bởi luật sự sống của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Anh chị em, bởi thế hãy chú ý những điều này. Chúng ta đã thắng những gì? Chúng ta phải biết chứ. Đôi khi chúng ta bỏ tay, chúng ta đắc thắng, nhưng mà nhiều khi chúng ta không hiểu mình thắng cái gì.
Hôm nay tôi muốn nhắc lại, anh chị em thắng hơn hoàn toàn. Anh chị em thắng hơn quyền lực tội lỗi ở bên trong anh. Thắng rồi. Amen. Còn một điều nữa, Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 16, chương 17 câu 16. Họ thuộc, họ ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Mình theo anh em. Có nghĩa là anh chị em và tôi đã thắng hơn. Đó là điều diệu kỳ. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh những điều đó để cho anh chị em ghi tạc vào trong lòng của mình. Đúng không ạ? Bởi vì trong Roma chương 6 câu 6 câu 7 chép là gì? Vì biết rõ rằng người cũ chúng ta đã bị đóng đinh đến thập tự giá, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Theo ra. Cho nên còn câu 14 thì chép gì? Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Không cai trị. Đó là sứ điệp mà sứ đồ Phaolô đã rao ra để cho tất cả anh em và tôi ngày hôm nay phải biết rằng mình đang thắng cái gì. Mình đang thắng Satan. Mình đang thắng cái bản chất tội lỗi cũ ở trong con người của mình. Bởi sao? Bởi Đức Thánh Linh đã đến ngự bên trong và tái tạo tâm linh anh chị em. Anh chị em có một tâm linh mới. Anh chị em có một tâm linh có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, kết nối với Đức Chúa Trời và đầy dạy Đức Thánh Linh. Và đó là lý do chúng ta thắng hơn tội lỗi. Nhưng chưa hết. Hai điều đó chưa đủ. Bởi vì sao chưa đủ? Bởi vì chúng ta còn đi lại trong thế gian này. Nếu như chúng ta vẫn còn thuộc nó vẫn còn giúp điểm chúng ta lên. Nhưng anh chị em ơi, bởi phép báp têm, anh chị em đã ra khỏi cộng đồng thế gian. Anh chị em sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Anh chị em đã miễn trừ với những lực thức của nó. Thế gian có lực thức không? Có chứ. Tham dục nè, mê tham của mắt nè, kiêu ngạo nè, những mê đắm của nó nè, có lực hút chứ. Và nó hút hàng tỷ con người chính vào nó, không thoát được. Tôi lấy một ví dụ để cho em dễ hiểu. Anh chị em biết con phi thuyền không? Phi thuyền khi mà bắn vào vũ trụ nó có hai phần. Một phần đầu của nó là những cái khoang mà chứa đựng người với hành gia, tất cả mọi máy móc để vệ tinh các kiểu vân vân. Cái khoang thứ hai nó gọi là gì? Cái cục đẩy, hay gọi là tên lửa. Khi phi thuyền được phóng lên thì rõ ràng cái cục đẩy ở đằng sau, tên lửa đằng sau, nó đốt được đốt cháy và nó phóng con phi thuyền lên. Nó cứ đi miết mãi mãi đó, cho đến khi lực hút của trái đất bị mất. Nó đi xa đến mức độ lực hút trái đất không còn hút được nó. Và khi đó thì sao ạ? Nó ngắt cái tên lửa thải ra và nó bắt đầu quay quanh, nó gọi là vệ tinh. Amen. Tôi muốn lấy hình ảnh đó để khích lệ anh chị. Anh chị em là phi thuyền ở dưới đất, được tên lửa Đức Thánh Linh phóng một cái veo, bay một phát lên ngoài bên trong Đức Chúa Giêsu, bên hưởng Đức Chúa Trời ơi. Ê-vi-xô chết rằng anh chị em đang ở trong Ngài, ở các nơi trên trời. Về mặt thuộc linh anh chị em không ở dưới đây. Thân xác anh chị em, tâm hồn anh chị em, những nhiệm vụ anh chị em đang ở dưới đây, anh chị em phải làm, phải được đào tuyển, phải được nâng đỡ, phải được đào tạo huấn luyện bởi Chúa để anh chị em xứng hợp với đời sau. Nhưng về mặt linh anh chị em đã ngồi trong các nơi cao trên trời. Lực hút trái đất, lực hút thế gian không còn ảnh hưởng đến anh chị em. Anh chị em đã biết điều đó không? Có nghĩa là mê tham của mắt, tham dục của đời, những đam mê của đời này, những mê đắm của sự giàu sang, tất cả khi anh chị em được tái sanh, tự động nó biến mất. Anh chị em có kinh nghiệm được điều đó không? Khi anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng, khi Đức Thánh Linh thấm biến anh chị em sẽ thấy cuộc đời này vô nghĩa thế. Có phải không? Anh chị em sẽ thấy những đam mê của mình trước đây sao tự nhiên biến mất rồi. Những cái đêm đi vũ trường bây giờ nó không còn đam mê nữa. Những cái bàn nhậu bây giờ đối với mình xong mà nó mất thời giờ thế. Các bạn anh chị em, lực hút đã bị ngắt rồi. Đó là phép lạ. Anh chị em ơi, mình đã thắng ma quỷ, mình đã thắng tội lỗi, và mình đã thắng gì nữa? Thế gian. Đó là những gì mình đã thắng. Nhưng lắm lúc có những phi thuyền lại quay trở về trái đất để vào chơi, cho nên bị nó hút. Có phải không? Nhiệm vụ của mình là làm vệ tinh quay quanh để truyền tải thông tin về trái đất, không chịu lại cắm đầu xuống và nó hút về. Có những lúc như thế, có những lúc chúng ta giỡn chơi với tội lỗi và bị nó hẹn lại.
Có những lúc chúng ta không hiểu biết lời của Ngài, bị con quỷ mà cô gì đây nãy nói nó quyền lực đó, nó lừa chúng ta, để nó nói rằng tao phải làm gì, và bắt đầu khóc lóc với nó, sợ hãi nó, đau đớn với nó, mà không biết rằng mình đã thẩm quyền trong danh Giêsu để đạt được nó chứ chẳng. Cho nên tất cả là bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết. Tất cả chúng ta đau đớn là bởi vì thiếu hiểu biết, bởi vì chúng ta chủ quan không tỉnh thức, và bởi vì chúng ta còn đam mê để quay lại thế giới này. Ba điều đó khiến cho chúng ta mất đi vị trí đặc biệt của mình. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị làm thế nào để chúng ta giữ vững. Tại sao tôi nói giữ vững? Nhiều người ngày hôm nay không hiểu cái chiến trận thuộc linh, cho nên nghĩ rằng mình phải đấu tranh với ma quỷ, mình phải đánh nhau. Tôi nói với anh chị chẳng có đánh gì cả, không có đánh gì hết. Kinh Thánh chép cho phi rơ nhất đoạn 5 câu 9 là hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Cảm ơn em nghe cái câu kinh thánh. Phi rơ nói rằng hãy đứng vững trong đức tin chống cự nó, nghĩa là ví dụ như lãnh thổ của tôi là trên bục giảng này, Chúa nói rằng tôi hãy đứng đây, đừng có đi xuống cái ngã này, đừng đi xuống ngã này, đứng trong này. Tôi gọi cái bục giảng này là lãnh vực đức tin. Chúa bảo tôi hãy đứng vững trong đức tin chống cự nó. Mà quỷ chỉ đến cái mép này nó không bao giờ lại đây được. Đây là lẽ thật của một chiến thuật tình. Chúng ta chẳng có đánh nhau gì cả, Chúa đánh cho chúng ta rồi. Thú thật là chúng ta không đánh lại chúng ta đâu, chỉ có Chúa Giêsu mà đánh thắng chúng ta. Và Ngài ban cho chúng ta vị trí của một người đặc thần. Chúa muốn chúng ta đứng vững trong đức tin là lời của Ngài, để chống cự lại những sự lừa dối của Satan, chống cự lại những tên lửa nó bắn vào, chống cự lại những sự cám dỗ mà nó nói bên lỗ tai. Khi chúng ta đứng vững trong đức tin, chúng ta là người đặc thần. Rồi sao nữa chứ? Ê-phi-sô chương 6 câu 11 chứ. Ở đây sứ đồ Phi-rơ nói rõ hơn. Ông nói thế này: hãy mang lấy mọi khí giới của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng luôn kế mà. Như vậy thì sứ đồ Phi-rơ nói là gì anh em? Hãy đứng vững. Còn sứ đồ Phao-lô nói là gì? Hãy mang lấy khí giới để đứng vững. Anh em thấy hai câu kinh thánh này là bổ sung nhau không? Đôi lúc chúng ta không biết đứng vững bằng cách nào. Và sứ đồ Phao-lô bày cho chúng ta một cách, đó là mang lấy khí giới. Cái sự mang lấy khí giới này không phải nói bằng môi miệng mà mang lấy đâu. Không phải chúng tôi nói là ô mình mang lấy khí giới có nghĩa là mang lấy khí giới. Không. Mang lấy khí giới là một hành động cụ thể. Cầm gươm, cầm giáp, cầm lễ thạch, cầm dây niệm lưng để đeo vào. Cụ thể, một hành động cụ thể trong đời sống mình để làm. Cho nên cho em, tôi nói cho em là có vài điều kiện. Có vài điều kiện cho cái vị trí đắc thắng mà Chúa dành cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy chậm rãi để bày tỏ những điều kiện đó. Bởi vì Chúa muốn chúng ta đắc thắng. Anh em có muốn sống đời sống đắc thắng liên tục không? Đầu tiên là chẳng ai muốn sống thất bại. Chẳng ai muốn đời sống mình thất bại. Chẳng ai muốn đời sống mình đầy lo lắng đau buồn. Chẳng ai muốn tài chánh của mình thiếu hụt. Cũng chẳng ai muốn gia đình con cái mình bị hư hỏng. Cũng chẳng ai muốn sức khỏe của mình tồi tàn. Không ai muốn. Tất cả anh em và tôi đều muốn sống đời sống đắc thắng. Cho nên em ơi, sống đời sống đắc thắng nó có một vài điều kiện. Một vài điều kiện. Và Chúa Giêsu đã giảng điều đó nhiều lần. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta không có để ý và coi cái lời của Chúa Giêsu nhẹ quá, cho nên chúng ta bị thất bại. Lời Chúa Giêsu rất quan trọng, và lời của Chúa Giêsu phải thực sự là kim chỉ nam trong đời sống chúng ta. Phải có trọng lượng tuyệt đối, phải có vị trí số 1, phải là mệnh lệnh tuyệt đối như vua ban xuống vậy đó, thì anh em mới làm thành. Còn nếu không thì tao nói anh em ngàn năm cũng thất bại. Bởi vì sao? Chỉ có trong Chúa Giêsu mới có sự đặc thắng. Cho nên tôi nói cho nghe kinh thánh chép, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau
và huyết của Đức Chúa Giêsu có Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Điều kiện đầu tiên là tôi và bạn em phải đi trong sự sáng này đã. Đi trong sự sáng. Đi trong sự sáng nghĩa là gì? Đi trong sự sáng có nghĩa là đi trong lời của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép rằng lời Ngài là ánh sáng. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ngày hôm nay nhiều người tin Chúa, nhưng một là không đọc Kinh Thánh, hai là cho rằng lời Kinh Thánh mà làm theo một đường hoặc là theo ánh sáng. Đó là cái thất bại trên người. Có người nói rằng, ôi trong công việc làm ăn của tôi biết là Kinh Thánh nói như thế, nhưng mà theo lẽ thường của đời này thì mình phải làm thế này. Cái đó là cái bài. Cái đó là cái chân lý. Cái đó là cái điều mà dẫn chúng ta đi trong sự tối tăm chứ không phải đi trong ánh sáng. Đi trong ánh sáng là khi anh chị em nói là lạy Chúa, lời Ngài là pháp lệnh cho cuộc đời con. Nếu Ngài nói A, con sẽ làm A dù thiệt hại, dù trông có vẻ là không thuận lợi, con vẫn cứ làm theo bởi con tin lời Ngài. Khi Kinh Thánh nói một lời, anh chị em phải xem đó là mệnh lệnh của Thiên Đàng. Đó gọi là đi trong sự sáng. Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu chúng ta không có cái điều này thì anh chị em, chúng ta không thể nào giao thông với Đạo Phật. Không thể. Mà không giao thông với Chúa, không giao thông với Hội Thánh, thì Kinh Thánh chép rằng huyết của Chúa Giêsu không có điều kiện để làm sạch tội lỗi chúng ta. Mà nếu tội lỗi chúng ta không được làm sạch thì điều gì ở trên chúng ta? Tối tăm, trói buộc, bệnh tật, đói nghèo, hà hiếp, đổ vỡ, nó sẽ bắt đầu kéo đến trên và trước cửa cuộc đời chúng ta. Amen chị em. Đó là điều mà chúng ta cần. Mặc dù lễ thật này đơn giản thôi, nhưng mà nó là rất quan trọng đối với quyết định của mọi người. Anh chị em mình ngày hôm nay có thật sự quyết định trong lòng là lời Chúa là pháp lệnh cho con hay không? Đó là cái điều rất quan trọng. Chàng cả amen không? Có amen mà lời Chúa là tuyệt đối với mình không? Amen. Phải amen như vậy mới được. Đời này đầy cám dỗ. Lúc anh chị em làm ăn, anh chị em giao dịch với người này, giao dịch với người kia, anh chị em có những mối quan hệ với bạn bè, với những người trong thế gian, dễ lắm, mình chỉ tặc lưỡi một cái thôi là chúng ta làm những điều tôi tâm không đơn với anh chị em. Rất dễ. Nhưng chính sự kính sợ Chúa khiến cho chúng ta thoát khỏi bẫy của Satan. Khi chúng ta định làm gì, hãy biết rằng Chúa đang nhìn thấy nha anh em. Chứ không phải có mình có người nói ngồi đây không có ai, chỉ có một mình ta với ta. Nhưng không, Chúa đang nhìn thấy. Kinh Thánh chép rằng con mắt của Đức Giê-hô-va nhìn khắp thiên hạ. Bốn bức tường của chúng ta chỉ che được con người, nhưng không che được. Khi chúng ta ý thức được rằng Chúa nhìn thấy mọi việc của chúng ta, thì chúng ta quy kính sợ Ngài và tuân phục lời Ngài. Một câu Kinh Thánh tiếp theo mà tôi thấy rằng rất cần cho đời sống của chúng ta bắt đầu giữ sự thật thánh, đó là gì? Roma đoạn 6 câu 13. Kinh Thánh chép như thế này chị em: chớ đọc chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bằng. Tôi muốn Hội Thánh Chúa để ý hai từ ở đây. Từ thứ nhất là chớ nợ. Từ thứ hai là phó chính mình. Chớ nợ và hãy phó chính mình là hai động từ hoàn toàn chủ động dành cho những người tự do. Có phải không nhé? Tôi chủ động. Tôi chủ động không nợ điều đó. Tôi chủ động phó điều này. Sứ đồ Phaolô đang nói với những con người tự do là anh em và tôi, là những người đã được chuộc, là những người đứng trong vị trí. Sứ đồ Phaolô nói rằng đừng nộp và hãy phó. Đừng nộp gì? Đừng nộp tay chân môi miệng tâm trí mình cho tội lỗi. Trước khi anh chị em được tái sinh, anh chị em có muốn điều này nhưng không làm được. À, nó bắt anh chị em phải làm theo ý nó. Nó bắt anh chị em phải phạm tội, nó bắt anh chị em phải hút chích, nó bắt anh chị em phải rượu chè, nó bắt anh chị em phải đánh lộn, nó bắt anh chị em phải cãi vã, nó bắt anh chị em phải lo lắng buồn khổ. Muốn không được, muốn tốt không tốt được, muốn bình an không bình an được, muốn sống cho nó ra con người không sống được,
Đó là sự thật. Trước khi chúng ta được tái sanh, thậm chí những điều đơn giản nhất, muốn đừng có nói tôi cũng không nói được. Cứ ba que hai ba câu thì nó thêm nó đạn vô, đàn mạch với lại đủ thứ cho bạn. Đấy là những điều mà chúng ta thấy thực tế trong cuộc sống. Chúng ta không thể nào thoát khỏi quyền lực tội lỗi. Nhưng hôm nay chúng ta là người tự do, và Chúa nói rằng mình đừng có nộp cái chi thể mình cho những việc làm gian ác. Đừng nộp cái miệng này để nói những lời tục tiểu giả bộ tầm phào. Đừng nộp cái tay này để đi đánh đấm. Đừng nộp cái chân này để chạy đến những chỗ ô uế dơ dày. Đừng nộp cái tâm trí này cho những suy nghĩ bất thiết. Đừng nộp thân thể này cho những tà dâm ngoại tình. Amen nhé. Chúng ta có quyền đó. Ngày hôm nay chúng ta có quyền đó. Cho nên nếu một anh em nào đang tái sanh mà đến nói với tôi rằng ôi mục sư ơi, nó bắt tôi phải làm điều đó, thầy anh em đang tự nói dối với chính mình. Không ai bắt được đâu. Nếu quả thật anh em đã tái sanh, không ai bắt được đâu. Quỷ không bắt được, tội lỗi không bắt được, đời này cũng không bắt được. Bởi anh em bây giờ đang ngồi trong đấng Christ các bạn. Anh em là phi thuyền đang quay quanh trái đất các bạn. Làm sao ai bắt được? Chúng ta có lý trí tự do được khôi phục để sống một đời sống thiện lành cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do Phao-lô nói anh em hãy phó chính mình cho Chúa để làm điều công bình. Miệng này hãy nói lời Chúa. Tay này hãy chúc phước cho người khác. Chân này hãy đi rao truyền danh của Chúa. Amen. Thân thể này làm đền thờ thánh sạch cho Đức Thánh Linh. Suốt ngày ngợi khen Ngài, chúc tụng Ngài, tôn kính Ngài. Suy nghĩ này hãy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời. Rồi nói những người mà sống như vậy mà cũng phải khóc, không thể. Vấn đề là do chúng ta biết rồi. Cho nên tôi mới nói đây có điều kiện cho vị trí đó. Điều kiện đó là hôm nay anh em phải làm một quyết định. Anh làm một quyết định rằng là điều kiện Chúa ơi, cho con đứng vào điều kiện của Ngài. Điều kiện của Ngài là gì? Con phải đi trong sự sáng. Đó là không có một con người nào sống trong tối tăm mà lại ao ước được sự đặc thật. Không có. Không thể tồn tại. Không bao giờ có con người đó. Cho nên em ơi, chúng ta phải đứng vào điều kiện của Chúa. Tiếp theo, đó là tôi nói đến cái điều kiện thay đổi tấm lòng. Khi anh em đến với Chúa, anh em phải quyết định có một cam kết tấm lòng của mình với Chúa Giê-xu. Tôi nói đây là sự thuận phục, là sự dâng mình, là sự đầu phục hoàn toàn đời sống mình cho Chúa Giê-xu. Đây là điều kiện thứ hai. Nếu chưa có điều đó thì nói như tiên tri Tivi-Giô-xê nói như thế này: anh chị em yêu điều gì hơn Chúa thì Sa-tan dùng điều đó để hủy diệt anh chị em. Amen. Tôi nhắc lại, nói như tiên tri Tivi-Giô-xê nói: anh chị em yêu bất cứ điều gì hay con người nào hơn Chúa thì Sa-tan dùng điều đó, dùng con người đó hủy diệt anh chị em. Chúa phải là kinh thần, Chúa phải là số một. Đó là cam kết của tấm lòng chúng ta với Ngài. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Luca chương 14 câu 26. Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không xứng là môn đồ của ta. Đây là lời Chúa Giê-xu nói. Và đôi khi chúng ta hay bỏ qua câu này. Sao Chúa nói gì khó hiểu vậy? Sao phải ghét? Rõ ràng Chúa bảo mình yêu người nâng cận như chính mình mà. Sao ở đây Chúa lại bảo ghét làm sao? Các bạn nhé. Đôi khi chúng ta đọc câu này, chúng ta lại thấy mâu thuẫn. Và rồi mình mâu thuẫn, mình không hiểu rồi mình bỏ qua. Nhưng không hiểu được ngụ ý của Ngài. Ngụ ý của Ngài, Ngài nói rằng cái tình yêu mà anh em và tôi dâng cho Ngài phải lớn hơn tình yêu anh em đặt cho cha mẹ, vợ con, anh em, con cái. Đây là một phép so sánh. Đây là một phép so sánh. Phép so sánh này nó đảo ngược cái vị trí. Trước anh chị em coi cha mẹ, vợ con, bạn bè là nhất quả đông. Đúng không? Nhất quả đông. Có người nói tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì, tôi không thể thiếu bạn bè tôi được.
Có người nói là không, cha mẹ tôi là pháp lệnh của cuộc đời đó. Dù bảo tôi đi làm điều tàn ác thì tôi vẫn phải là con người như thế. Cha mẹ là tất cả. Bảo tôi đi thờ cái gì, lạy cái gì là ok. Xong hết. Hoặc là có người coi vợ con tao là nhất. Có người như thế. Khi chúng ta chưa tin Chúa, họ chiếm một vị trí số 1 trong trái tim của bạn. Hay nói nôm na họ là thần tượng trong thánh lòng của bạn. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu nói con đã tiếp nhận ta là Chúa, là chủ của cuộc đời con. Ta có một yêu cầu đối với con là con hãy hạ thần tượng của con xuống và đặt ta vào vị trí đó. Amen, amen. Đây là điều kiện. Điều kiện để chúng ta đứng vào vị trí. Có rất nhiều người tin Chúa nhưng không phải người nào cũng làm điều Chúa Giêsu nói phải làm, phải không? Có rất nhiều người theo Ngài nhưng không bao giờ Chúa Giêsu là vị trí số 1 trong cuộc đời người ta. Đó là chỗ mà Satan nhét vào. Đó là chỗ mà Satan nó sẽ dùng những sự mà anh em đặt số 1 trong tấm lòng mình để hủy diệt. Có thể đó là tiền bạc, có thể đó là nghề nghiệp, có thể đó là quyền lực đời này, có thể đó là danh vọng chức vụ đời này, có thể đó là bất cứ người nào mà anh em đặt số 1 trong vị trí tấm lòng mình sau Chúa, thì Satan nó sẽ đến sử dụng cái đó để hạ đời sau cho Chúa. Anh chị em muốn nóng nảy cho Chúa đúng không? Nó sử dụng cái đó, nó nói không được, bây giờ mày cho phục vụ ta đã, đi kiếm tiền đi con, đúng không? Kiếm tiền đi. Hoặc nếu chúng ta đang dính dắt với một cái người yêu hay là nam hay nữ nào đó mà chúng ta coi cô ta, coi anh ta như là sự sống của cuộc đời, thiếu anh ta, thiếu cô ta không thể sống được, thì anh em muốn hầu việc Chúa, anh em muốn sống một đời sống thiện lành với Chúa, anh em muốn sống một đời sống tốt với Chúa, sao anh không nói anh chị em đâu, mà sẽ nói qua người đó, nó nói qua cô đó, anh bạn, nó nói anh ơi, em ơi, từng từng đi anh, từng từng đi em, làm gì mà nói, không phải không? Hạ nhiệt xuống bớt đi, hãy sống giống người ta nha, anh đừng có cuồng tiến quá, em đừng có quá mê muội đi, không thấy không, người ta sống bình thường, mỗi đi nhà thờ, mỗi chủ nhật rồi về bình thường, và cuộc đời dân cũng bình thường như thế, ngồi mòn hết ghế nhà thờ, nhưng mà chẳng có một con trai nào trong đời sống. Anh chị em, Satan đẻo lắm, Satan rất lâu ca, Satan rất lưu manh, và nó là một thằng lưu manh nhất trên thế giới này hiện nay, nhưng Chúa Thánh Linh là đấng quyền lực nhất thế giới. Đừng theo thằng lưu manh, hãy theo Chúa. Amen. Hai con cài, hallelujah. Mọi người đau lên, sung sướng, bắt cái đồ, hạ thấp Satan. Amen. Chẳng làm ra nó gì đâu. Cho nên chị em ơi, hãy đặt Chúa là vị trí số 1. Khi tôi nhận ra chân lý này, tôi thấy cuộc đời mình tự do vô cùng. Chưa bao giờ mình tự do. Tôi hiểu rằng Satan dùng những sợi dây thần tượng này để ràng buộc cuộc đời mình. Có những con người đau khổ, có những con người trân trọng vì những cái điều thần tượng trong đời sống. Và Satan dùng cái đó để cướp sự tự do của họ, cướp niềm vui cứu rỗi của họ, cướp sự sống của họ, cướp đi những sự khói lạnh trong mối quan hệ của họ với Chúa. Cướp đó, họ đến với Chúa nhưng mà vẫn bị thần tượng đè nén. Đó có thể là con trai, con gái, con cháu, đó có thể là cha, là mẹ, đó có thể mối quan hệ bạn bè, nghề nghiệp, tiền bạc như tôi đã nói. Đừng để nó cướp sự bình an của chị. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta đi đến một điều nữa để chúng ta đứng vào vị trí đắc thắng. Đó là gì? Anh chị em và tôi sinh ra ở đời này luôn luôn có một quá khứ. Như tôi đã từng nói, tôi từng ra từ một gia đình khác anh chị em. Anh chị em xuất thân từ một gia đình có văn hóa, có truyền thống khác thôi. Anh chị em sống ở một vùng miền khác thôi. Tôi ở miền Trung, anh chị em có thể ở miền Bắc, miền Tây, miền Đông Nam Bộ, vân vân. Và mỗi một vùng miền có những văn hóa truyền thống khác nhau. Hay nói một cách dễ hiểu,
đó là tôi và ông bà chị em được sinh ra đời này trong những khuôn mẫu khác nhau, các bạn không? Khuôn mẫu khác nhau, cách tôi nói chuyện khác anh chị em, cách tôi suy nghĩ khác anh chị em, và chúng ta khác nhau, và tất cả chúng ta thì khác với khuôn mẫu của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta tiếp nhận, trước khi chúng ta được tiếp nhận. Có thể đó ai đó nói rằng à, tôi sinh ra trong một khuôn mẫu mà tiền là tiên là Phật là sức bật của là sao, cho nên cuộc đời này tôi phải trở nên chồng con, và đó chính là khuôn mẫu của cuộc đời tôi. Tôi có thể phó cả mạng sống này để tìm kiếm sự giàu có, tôi có thể phó cả hy sinh cái tính mạng này để đạt được sự giàu sang. Có thể đó là một khuôn mẫu. Ai đó có thể sinh ra ở miền Tây chẳng hạn với một khuôn mẫu nam mà vô tửu thì như cờ không phải giờ, cho nên cứ phải rượu chè từ sáng đến chiều. Có thể đó là một khuôn mẫu. Có thể ai đó sinh ra trong một khuôn mẫu là có thờ, có thiên, có kiên, có lành, nhà thờ đủ thứ hết, bất kể ông gì cũng thờ. Ra quận 5 kia thấy nói hay hay là rình về thờ. Có thể. Và chúng ta đã sống rất nhiều khuôn mẫu khác nhau. Satan đã tạo ra hàng ngàn khuôn mẫu đó để nó có thể có một đạo quân của nó. Một đạo quân thờ ma môn, một đạo quân thờ rượu chè, một đạo quân thờ thần tượng, một đạo quân thờ những lối ăn chơi, một đạo quân thờ ma túy, một đạo quân thờ đồng tính, vân vân và vân vân. Và Satan đã dùng những khuôn mẫu của nó để tạo ra vô vàn những con người thờ lạy. Khi chúng ta tin Chúa, Chúa dạy chúng ta trong Roma chương 12 câu 2 là đừng gặp khôn thêm đời này. Amen nhé. Chúa dạy thế. Chúa dạy là đừng gặp khôn thêm đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Đây là điểm mấu chốt để chúng ta đứng vào vị trí đó. Trước khi tin Chúa anh chị em nghĩ gì? Mỗi ngày anh chị em suy nghĩ điều gì? Bây giờ anh chị em hãy nghĩ ngược lại cho đúng với lời Ngài. Trước đây anh chị em suy nghĩ rằng tất cả những gì mình sống là cho cuộc đời tạm bợ thấy này, ăn gì uống gì mặc gì. Bây giờ hãy đổi lại. Chúa nói rằng hãy tìm kiếm nước trời và sự công chính của Ngài. Thưa thầy, anh chị em thấy đó là một thay đổi không? Đây là một thay đổi trong lối sống, một thay đổi trong cách suy nghĩ, một thay đổi mà khiến cho anh chị em hoàn toàn trở thành một con người khác biệt. Bạn bè nhìn vào ông thằng này giờ nó không bình thường, không bình thường. Tại sao nó sống như thế? Tại sao suốt ngày ăn xong nó cứ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện? Và sao vẫn thấy nó sống phây phây lạ thiệt? Ở đấy là cái điều mà thế gian không hiểu, chẳng hiểu gì cả. Nó không hiểu được quyền phép của nước trời là thế nào cả. Và nó thấy anh em và nó bảo rất lạ lùng. Trong khi nó thì phải vật vã lăn lộn trong cuộc đời này. Tôi không khích lại chúng ta lười nhá, nhưng ý tôi muốn khích lại anh em rằng hãy tìm kiếm nước trời để quyền năng của nước trời giúp anh em sống được thật. Đó là suy nghĩ. Mình phải thay đổi. Những khuôn mẫu đời này phải bỏ đi. Đúng không? Rồi chưa hết đâu. Bạn bè đến nhà anh em chơi, ủa sao nhà mày chẳng có cái bàn thờ nào nhỉ? Nhà nào cũng thờ trong góc kia, nhang khói rồi đen vàng hết cả bức tường, sao mày không có? Mà ông thờ ma nó vô nó giật mày thì sao? Đó là những điều mà người ta có thể ngạc nhiên. Đúng không? Người ta nói ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Vàng nhà chẳng thấy gì cả. Nhưng nó có biết đâu, chúng ta đã thay đổi tâm trí mình rồi. Chúa kêu chúng ta không phải đi thờ ma lại quỷ nữa, mà chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ở trong lòng. Chúng ta thờ phượng Ngài bằng tấm thân và lễ thân. Ngài chẳng cần một lãi chuối, một con gà nào cả. Ngài cũng chẳng cần một bình bông hay một nén nhang nào hết. Ngài cần trái tim của chúng ta. Amen. Đó là những sự thay đổi. Cho nên anh em ơi, hãy thay đổi tâm trí để lòng chúng ta luôn luôn nương dựa Ngài. Lòng chúng ta quyết định kết nối với Ngài. Lòng của chúng ta luôn luôn bám chặt lấy Ngài. Đó là điều kiện để anh em đứng vào vị trí. Ê-sai chương 26 câu 3 nhé. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Amen nhé. Đó là lý do tại sao tôi và bà Jen sống giữa thế gian ô trọc này nhưng vẫn bình an. Sống giữa thế gian chém giết này
nhưng mà vẫn lành lặn. Sống giữa thế gian tranh sống lừa lọc này nhưng vẫn an toàn. Amen chứ? Bởi vì sao? Tâm trí của tôi và bàn tay nương tựa nơi Ngài, và Ngài ban cho bình an và giữ gìn mình khỏi mọi điều. Cho nên Chúa bảo là người nào để trí mình, tôi khích lệ anh chị từ sáng đến chiều hãy suy ngẫm về này. Trừ lúc 8 tiếng anh em ngủ, còn thức dậy là Giê-xu, thức dậy là thờ phượng, thức dậy là đọc Kinh Thánh, đi làm cứ nói tiếng lạ cho nhiều bạn, cứ tiếng mới mà nói sợ bạn sợ lắm. Người đời nói ông này ông thần kinh cứ lầm bầm trong miệng, nhưng không, nhưng mà Đức Chúa Trời nghe chúng ta. Chúng ta đang nói chuyện với Ngài, chúng ta đang tương giao với Ngài, chúng ta đang xây dựng chính con người về trong của mình để sống nương dựa vào Ngài 24/7. Đó là đời sống. Anh chị em ơi, tất cả những sự đó nó rất là quan trọng để cho lời nói của anh chị em bắt đầu thay đổi. Bởi vì Kinh Thánh chép sống chết nơi quyền của lời. Ai yêu mến hòa bình thì hãy cầm giữ miệng lưỡi của mình, nói lời lành, nói lời có ơn, nói lời nhân hậu, nói lời yêu thương, nói lời ban phước, nói lời tốt lành. Cho nên cái miệng của chúng ta đôi khi nó hại cuộc đời chúng ta. Có những người ngày hôm nay khi tin Chúa rồi nhưng mà chưa thay đổi môi miệng, bởi vì tâm trí họ chưa thay đổi. Hở một tí thôi chết tôi rồi, chết rồi. Hở một cái, cuộc đời tôi tiêu rồi, kỳ này là xong rồi. Đó là hở một tí mà than phiền, hở một tí mà nói lời tiêu cực, hở một tí là bắt đầu mắng rủa. Con mình lỡ đánh rơi cái chén xuống, bỏ cái chén cái, nằm đồng bạc thôi, nhưng mà chửi nó tắt tắt không tiếc lời, mà không hiểu là sống chết được người của nó. Chúng ta nói cái gì, cái đó quay ngược lại hình thành cuộc đời chúng ta. Chúng ta nói cái gì cho người khác, những cái đó trở thành bông trái trong lòng của người đó. Anh em nói lời lành, nó sẽ là bông trái lành. Anh em nói lời hung ác, nó là gươm dao đâm thấu trong lòng người khác, cướp giết người gì. Anh chị em à, hãy thay đổi mọi người, hãy thay đổi cách nói. Tại sao tôi nói thay đổi tâm trí phải đi trước? Bởi vì thật sự anh chị em nói cái gì cho người trong đầu. Cho nên nếu tâm trí anh chị em thay đổi thì môi miệng anh chị em sẽ thay đổi. Cho nên ở trong Kinh Thánh có một câu mà tôi rất là thích, đó là trong Giăng nhất chương 4 câu 5 đến câu 6. Kinh Thánh chép này: họ thuộc về thế gian nên nói theo như thế gian và người thế gian nghe họ, còn chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta. Cho nên có thể anh em nói là thế giới này nhiều ngôn ngữ quá, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Cờ Ho, đủ thứ tiếng. Nhưng mà tôi nói bên trên là thế giới này có hai thứ tiếng thôi, tiếng của Đức Chúa Trời và tiếng của thế gian. Thầy thử nói cùng kiểu. Cho nên người thế gian anh chị em mà dịch ra cùng thứ tiếng giống nhau ha. Người Nga, tôi ở Nga mười mấy năm rồi cũng nói cùng chữ vậy, như dịch ra tiếng Việt tiếng Sài luôn. Giống tiếng Sài chẳng cái gì cả, mặc dù nó khác cách phát âm thôi, còn nội dung y xì như nhau, đúng không? Giống nhau, cách phát âm khác thôi, còn nội dung như nhau. Cho nên Kinh Thánh chép là họ thuộc thế gian nên nói theo kiểu thế gian, và người thế gian bỏ tay họ, còn mình thuộc Đức Chúa Trời nói theo kiểu Đức Chúa Trời. Nói theo kiểu Đức Chúa Trời là nói theo kiểu Kinh Thánh, nói lời của Đức Chúa Trời, nói những lời có thể khích lệ, nâng đỡ, chữa lành, chúc phước, giải phóng người khác. Nói những lời mà khi người khác nghe anh em xong, nói một nụ cười vui mừng đầy hy vọng. Chứ đừng bao giờ đến gặp anh em về mà nước mắt nước mũi ra đùa. Tôi còn đau khổ hơn khi gặp các ông này. Thế không được. Phải không? Cho nên Chúa nói là lời nói anh em phải có ân hậu thế thôi. Nên thêm muối vào, chẳng mặn mà, chẳng ngon ngọt à. Anh em nấu nồi canh mà không có muối thì nó làm ra không thể nào, không thể nào hấp được. Cho nên phải có muối để cho lòng của mình được tươi mới khi nghe lời họ, và lòng người khác cũng được gây dựng khi nghe lời. Anh chị em hãy thay đổi cách nói. Đó là một vài điều kiện mà chúng ta
được Đức Chúa Trời đặt vào miệng trên đất thánh. Đặt vào miệng trên đất. Điều kiện. Nếu không có những điều kiện đó, thầy anh chị em phải xin Chúa, Chúa ơi giúp con, giúp con đứng vào vị trí thánh. Nếu anh em không có những điều kiện này, anh chị em đang đứng ở trong vị trí thất bại, vị trí mà Satan nó có thể hành hạ anh chị em mỗi ngày, vị trí mà tội lỗi nó có thể điều khiển anh chị em mỗi ngày, vị trí mà thế gian này vẫn còn những quyền lực thu hút anh chị em mỗi ngày. Đó là vị trí thất bại, không phải vị trí thất bại. Tôi còn xin Chúa giúp đỡ để tất cả anh chị em trong hội thánh mình luôn đứng trong những vị trí. Và xin thưa, có những quyết định quan trọng chúng ta phải làm. Chúng ta nghe và chúng ta thấy rằng rất hay, ô cái này rất khích lệ, nhưng hôm nay anh chị em phải làm một quyết định. Nếu anh chị em và tôi không làm một quyết định thì không điều gì xảy ra trong cuộc đời mình cả, mọi thứ vẫn y như cũ. Cho nên có rất là nhiều anh chị em nghe giảng hàng ngàn bài nhưng mà đời sống không thay đổi. Các bạn ạ, nhất là ngày hôm nay công nghệ thông tin du tiếp gõ một cái rộng cái là ra 100 bài cho anh chị em nghe từ sáng đến chiều mà anh nghĩ luôn, mà nghe đi nghe lại, nghe hàng ngày, nghe cả tháng nhưng mà đời sống mình không thay đổi. Anh em biết lý do tại sao? Bởi vì anh chị em chưa bao giờ làm một quyết định nghiêm túc trước mặt Chúa. Phải làm một quyết định. Hai người có thể yêu nhau mặn nồng, đi chơi với nhau, đi du lịch với nhau, nói những lời ngon ngọt với nhau, tất cả đều rất là ok hết, nhưng mà sẽ là chưa là gì với nhau khi chưa quyết định cưới nhau. Anh chị em chưa quyết định cưới nhau thì thôi vẫn là thôi, mà anh vẫn là anh. Hai ta có thể ai đi đường nấy trong một giây phút đẹp trời nào đó, chẳng ai ràng buộc hết. Nhưng ngay khi chúng ta quyết định cầm tay nhau ra phường đăng ký là sao ở đây. Cho nên tôi muốn anh em hôm nay làm quyết định trước mặt Chúa, là Chúa còn khao khát để sống đời sống liên tục. Hôm nay còn làm quyết định trước mặt Ngài, còn ký giao ước trước mặt Ngài, còn khẳng định tấm lòng con trước mặt Ngài, còn nghiêm túc với những gì con nói với Ngài hôm nay. Đó là quyết định. Quyết định đó biến đổi cuộc đời chị. Quyết định đó đã biến đổi cuộc đời tôi cũng như biến đổi cuộc đời chị, để chúng ta luôn luôn sống trong sự đặc thật. Quyết định đó là gì? Bây giờ trước khi quyết định, tôi đọc cho anh em nghe một câu chuyện ở trong sách Luca. Luca. Ủa? Rồi sao rồi? Những quyết định quan trọng này đã bị sai địa chỉ rồi. Anh em đừng phải nhìn cái dưới. Cái đây là của cái bài giảng chủ nhật tuần trước. Tại sao nó lại đọc vào đây? Không có cô nên tôi hai cũng chẳng có Galatia. Cái này mà lầm lẫn rồi. Ok, không sao. Anh chị em mình hãy đọc một câu chuyện ở trong sách Luca, chương Luca chương 14 câu 28 đến câu 33. Dạ. Chúng ta sẽ đọc câu chuyện này trước khi làm quyết định. Luca chương 14 câu 28 đến câu 33. Anh chị em dở ra cùng coi chưa? Chúng ta sắp kết thúc rồi. Và chúng ta sẽ nghe cái điều này là điều chốt lại của bài giảng hôm nay, để chúng ta làm một cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình và chúng ta được biến đổi. Kinh Thánh chép như sau: vả trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng cha. E khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa sai sứ đi họ. Và câu 33: như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ của ta. Amen. Chúng ta hãy suy ngẫm câu kinh thánh này cùng nhau. Đây là quyết định quan trọng này. Đây là điều biến đổi cuộc đời anh chị em. Chúa Giêsu kể câu chuyện này và cả hai vấn đề ở đây đó là chiến thắng và xây dựng. Có phải cuộc đời của anh chị em có hai vấn đề đó không ạ? Đắc thắng và xây dựng, đúng không? Đắc thắng không muốn được, phải xây dựng nữa. Xây dựng một cuộc đời thịnh vượng, một cuộc đời
đầy dậy ắp những phước hạnh chứ, mới có thể ban phước cho người khác được chứ, phải không ạ? Cho nên suốt ngày ăn xong rồi cũng thắng ma quỷ không? Chưa thua. Thắng rồi còn phải xây dựng nữa. Xây dựng một đời sống trưởng thành, xây dựng một đời sống đầy mong thái, xây dựng một đời sống thịnh vượng cả mọi mặt, hồn linh cả thuộc thể. Có phải không thế? Chúa Giêsu kể câu chuyện này là chúng ta muốn đắc thắng ma quỷ, chúng ta muốn đắc thắng trong trận chiến xây dựng đời sống mình thì phải tính toán. Tính toán đây. Tôi và anh em hãy ngồi tính toán đi. Mình có bao nhiêu sức lực, mình có bao nhiêu năng lực, mình có bao nhiêu tri thức, mình có bao nhiêu tiền của, mình có bao nhiêu những mối quan hệ trong xã hội, ngồi tính đi. Liệu chúng ta có đắc thắng được cuộc chiến thuộc linh mà Chúa bày ra trước mặt không? Liệu chúng ta có đắc thắng được vĩ quân Satan bằng sức mình không? Liệu chúng ta có thể chiếm được sản nghiệp của thế gian này bằng trí tuệ của mình không? Nếu câu hỏi là không, hoặc câu hỏi là có, à, câu trả lời là không, hoặc câu trả lời là có, Chúa không hoạt động. Anh Giang nói không, nói có không hoạt động. Nhưng Chúa chỉ cho anh em một cách, đó là câu 33 đó. Không ạ? Chúa nói cho chúng ta là ngồi tính đi. Rồi có người trong anh em mình sẽ nói có đấy, tôi dùng sức rồi tôi làm được đấy. Cũng có người trong anh em nói là không được rồi, hãy nhờ Chúa. Nhưng Chúa không quan tâm đến chuyện đó. Chúa nói một cái tình huống, là cái tình huống đó để cho chúng ta được đắc thắng trong thế giới thuộc linh, để cho chúng ta được đắc thắng trong đời sống xây dựng bản thân mình, thì Chúa nói rằng phải bỏ mọi sự mình có. Bỏ mọi sự. Đấy nè, Chúa đâu có hỏi rằng là anh tính toán gì đâu. Câu 33. Như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Tôi muốn cho anh hiểu điều này. Phải được sự mặc khải về điều này. Chúa không nói câu chuyện này để cho chúng ta ngồi tính toán và theo Chúa tiếp hay không theo Chúa tiếp, xây dựng cuộc sống thế nào. Không. Chúa nói câu chuyện này để chỉ cho chúng ta một con đường. Con đường để đạt thành đó là bỏ mọi sự mình có. Đó là con đường. Bỏ mọi sự mình có là gì? Cho nên trong câu đoạn 9 câu 23, Chúa lặp lại điều này một lần nữa. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Bởi vì chúng ta bỏ qua câu kinh thánh này. Nhưng đây là quyết định anh em ạ. Đây là quyết định để chúng ta đắc thắng, quyết định để chúng ta đứng vào vị trí đắc thắng. Quyết định rất là quan trọng. Bỏ mọi sự. Bỏ mọi sự nghĩa là gì? Bỏ mọi sự nghĩa là gì? Bỏ mọi sự. Tại sao? Khi mình hiểu tại sao thì mình sẽ hiểu bỏ mọi sự nghĩa là gì. Chúng ta bỏ mọi sự bởi vì Chúa nói rằng tất cả nguồn lực của chúng ta không đủ để đắc thắng cuộc chiến thuộc linh. Dù chúng ta có giàu có cỡ nào, dù mối quan hệ chúng ta có tốt cỡ nào, dù tâm trí chúng ta có là bác học của đời này, hay dù học lực của chúng ta có là siêu sao của hơn 7 tỷ người trong thế gian này, Chúa nói là những thứ đó chỉ là cát trong đại dương, hạt nước trong đại dương, hạt cát trong sa mạc. Chúa ý muốn nói điều đó. Không được. Chúng ta không thể nào thành công trong chiến trường của Chúa. Chúng ta không thể nào thành công trong vương quốc của Đức Chúa Trời khi chúng ta sử dụng tài trí tự nhiên của con người. Không thể. Tính toán của gì còn đó. Chúa bảo chúng ta phải bỏ nó đi. Đừng dựa vào trí khôn của mình. Đừng dựa vào sức lực cơ bản mình. Đừng dựa vào ông nào ông kia. Đừng dựa vào chỗ này chỗ khác. Đừng bao giờ xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời bằng sức lực của loài người. Đó là điều Chúa muốn nói cho bạn. Đó là điều Chúa muốn nói cho bạn. Đó là lý do anh em hôm nay phải quyết định bỏ. Nếu anh em hôm nay có một doanh nghiệp mà anh em nói là Chúa ơi, con nương cậy nơi Ngài để con thành công cho doanh nghiệp này, để phục vụ vương quốc của Ngài, con khích lệ chị hãy tháo gỡ ra khỏi tâm trí mình những sự nương dựa vào trí mình để thành công. Hãy nói với Chúa rằng Chúa, con cần sự khôn ngoan của Ngài để con thành công. Chúa, con cần lời của Ngài
để con thành công. Thánh Linh ơi, con cần sự dẫn dắt của Ngài để con thành công. Đó là điều chúng ta bỏ đi. Hay hôm nay anh em bắt đầu xây dựng một hội thánh, rồi anh em đang nhờ chỗ này, nhờ chỗ kia, đứng vào chỗ nọ, đứng vào chỗ kia, nhờ người này, nhờ người kia, tất cả mọi sự mối quan hệ này, mối quan hệ khác, nhờ người này support điều này, support điều khác, về tài chính, về vật chất, về đủ thứ. Thậm chí anh em đang nghĩ về điều đó. Ôi hôm nay mình phải nhờ người nào? Ôi hôm nay mình phải nhờ ai giảng dần? Ôi hôm nay mình phải nhờ ai cung cấp tài chính để làm cái dự án này, vân vân. Thậm chí anh em mỗi ngày nhờ điều đó. Thì hôm nay chúng hãy bỏ sự đó. Hãy quỳ gối nói với Ngài, lạy Chúa, hội thánh là của Ngài. Con sẽ xây dựng hội thánh bởi quyền năng của Ngài. Con tin Đức Thánh Linh là đấng quyền lực nhất trên đời này. Con tin Ngài sẽ chung cấp cho con năng lực để xây dựng hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, hãy ban phước cho con. Đó chính là người nhờ con Chúa. Đó chính là người bỏ bỏ sự. Anh chị em, sức con người không là gì cả, nhưng sức của Đức Giê-hô-va là vô địch thiên hạ. Hãy giao cái này. Thứ hai, vác thập tự giá. Bỏ không chưa đủ, Chúa bảo phải vác thập tự giá. Phải không? Vác thập tự giá là gì? Đó là biến hóa. Vác thập tự giá đồng nghĩa với sự biến hóa. Giống như tôi đã nói trước đó, biến hóa tâm trí, biến hóa lời nói, biến hóa tất cả mọi sự, biến thành một con người khác. Thiên hạ nhìn thấy anh em không phải là anh em của 1-2 năm trước. Anh em bây giờ là môn đệ của Chúa Giê-xu. Anh em bây giờ phản chiếu tình yêu và quyền năng của Ngài. Anh em bây giờ nói khác, nghĩ khác. Anh em bây giờ làm khác. Biến hóa. Không giống đời này, mà giống kiểu của Chúa Giê-xu. Cái từ biến hóa này nó có nghĩa giống như con sâu biến thành con nhộng, ta biến thành con bướm vậy. Nó thành một cái con khác, cả hai cái. Trong khi nó nằm ở trong đó là con sâu qua quê. Biến hóa. Vác thập tự giá là chết. Chết mỗi ngày, chết hàng ngày, chết suy nghĩ cũ, chết lời nói cũ, chết cách làm cũ, chết đường lối cũ, chết tất cả mọi thứ. Và bây giờ mọi sự trở nên mới. Đó là vác thập tự giá. Cho nên Chúa Giê-xu nói hạt giống lúa mì kia nếu không chết đi thì nó chỉ ở một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sẽ mọc ra xanh hơn. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Những cái gì cũ kỹ chết đi, nhờ thập tự giá chết đi, nhờ những lời của Chúa chúng ta chết đi. Những cái bản tính, cảm tính cũ phải chết đi, những cái tình cảm cũ phải chết đi, những suy nghĩ cũ phải chết đi, những cái nóng giận không tha thứ, những cái điều trói buộc chúng ta cũ phải chết đi. Bây giờ phải mọc lên một con người mới, hoàn toàn thánh sạch, bình an, vui mừng trong Thánh Linh của Ngài. Đó là con đường để chúng ta có những quyết định bước vào sự thật. Và cuối cùng chúng ta đến câu bây giờ, đó là hãy theo Chúa Giê-xu. Nghe ta vứt bỏ mình đi, vác thập tự giá và theo Chúa Giê-xu. Đừng theo người khác, theo Chúa. Đừng theo một triết lý, hãy theo Chúa. Đừng theo một giáo hội, hãy theo Chúa. Đừng theo bất cứ một con người nào, hãy theo Chúa. Nhiều người có thể dẫn anh chị em đến với lẽ thật, nhưng mà đấng anh chị em phải theo là Chúa Giê-xu. Con người có thể hôm nay rất mạnh mẽ, 5 năm sau có thể ngã gục, có đúng anh chị em? Nhưng Chúa Giê-xu thấy hôm qua, hôm nay, đời đời không hề thay đổi. Tôi chọn theo Chúa Giê-xu. Và theo Chúa Giê-xu nghĩa là theo lời của Ngài. Anh chị em, đấy là cách chúng ta liên tục đạt thắng, liên tục sống trong sự đạt thắng. Anh chị em sẽ đạt thắng trong mọi lĩnh vực bằng cách quyết định cam kết cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu. Điều đó vô cùng quan trọng. Không phải chúng ta nói lạy Chúa là đủ. Tôi đang muốn nhấn mạnh điều này trong hội thánh. Không phải cuộc đời chúng ta sống đắc thắng có nghĩa là lạy Chúa, Chúa Giê-xu ơi con tin Ngài là đủ. Không, nó còn có cái đằng sau đó nữa. Đó là ý muốn của Cha trên trời phải được thực thi trong đời sống anh chị. Anh chị em phải cam kết tâm hồn
một cách nghiêm túc. Lạy Chúa, con vứt bỏ công việc con, đam mê của con vứt hết. Bây giờ Chúa, con tiếp nhận những giá trị của Ngài. Lạy Chúa, hôm nay con quyết định biến hóa, trở thành hình ảnh của Ngài trên đất này. Con không theo lối cũ đường xưa nữa. Lạy Chúa, hãy giúp con. Lạy Chúa, Ngài là gương mẫu của con. Con không có thần tượng nào trên đời này, kể cả tiên tri TV Joshua, không phải là thần tượng của con. Ông cũng là con người, nhưng Chúa, Ngài là Chúa của con. Con theo Ngài, con thờ phượng Ngài, con phục vụ Ngài, con nghe lời Ngài, và con chỉ sống đời đời với Ngài. Amen. Đó là điều mà Chúa cần mọi một chúng ta. Không phải lạy Chúa, lạy Chúa là biến đổi. Không phải lạy Chúa là sao? Không. Cuộc đời chúng ta muốn đắc thắng là phải có sự cam kết, một cách quyết định. Đó là một giao ước, giống như vợ chồng lấy nhau vậy đó. Tôi lấy anh lấy tôi. Đây là giao ước không bao giờ chia cắt. Không phải lúc chúng ta lấy nhau, chúng ta đứng trước một sư, chúng ta đứng trước linh mục, chúng ta đứng trước nhiều người, chúng ta nói dù gian khổ khó khăn, dù nghèo hèn, hay dù năm sông bảy núi thì anh vẫn yêu em đến trọn đời, có phải vậy? Hay là em nói sao, dù anh mai mốt có bị cái thứ gì đi thì nữa thì em vẫn một lòng thủy chung với anh, có phải vậy? Đó là giáo, đó là sự kết, đó là điều mà Đức Chúa Trời đặt vào trong lòng những con người nghiêm túc, để cho chúng ta có được sự đắc thắng từ Ngài, để cho Ngài có cơ hội để chuyển tải những điều tốt đẹp của Ngài vào đời sống chúng ta qua sự kết ước liên tục trong tấm lòng. Amen chị em. Tôi muốn chị em mạnh giờ này hãy yên lặng trước mặt Ngài, suy ngẫm về cuộc sống của mình, suy ngẫm về chính cuộc sống của mình. Và tôi muốn chúng ta hôm nay khao khát với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn sống cuộc đời đắc thắng. Anh em có thể thầm nguyện với Chúa điều đó. Chúa Thánh Linh đang ở đây, Ngài đang muốn nhìn thấy mỗi cuộc đời chúng ta là những cuộc đời đắc thắng, liên tục đắc thắng. Anh chị em ơi, Chúa cần cam kết liên tục của chị em từng tâm lòng. Chúng ta không như trẻ con nữa, chúng ta không đổi dời theo chiều gió được, nhưng chúng ta quyết định rằng lạy Chúa hôm nay, Ngài là chủ nhân của tâm lòng con, Ngài là Chúa của cuộc đời, Ngài là ngôi vị số 1 trong trái tim con. Lời Ngài là pháp lệnh của con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Anh em hãy thầm nguyện với Chúa điều đó. Chúa Thánh Linh đang ở đây, Chúa Thánh Linh đang ở đây, và những người đang theo dõi. Anh chị em biết không, khi anh chị em cam kết tấm lòng mình với Chúa, đó là giây phút anh chị em được Ngài tuôn đổ sự sống của Ngài. Hãy biết điều đó, hãy nói với Chúa điều đó, hãy nói với Chúa và thờ phượng Ngài giờ này. Anh chị em nói với Ngài một lời nghiêm túc, Chúa biết, Chúa Thánh Linh sẽ đầy dậy và chạm tới lòng chị em. Anh chị em hãy nói đi, Chúa Giêsu hãy phán với con giờ này, 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 hãy phán với tấm lòng con giờ này. Tôi cầu nguyện để Chúa Giêsu phán với tấm lòng chị em giờ này. Chúa có rất nhiều điều để nói với tấm lòng chị em. Chúa sẽ phán với tấm lòng chị em rằng Ngài yêu anh chị, Ngài muốn anh chị em đắc thắng, Ngài muốn anh chị em được lành lặn, Ngài muốn anh chị em được trở nên hình ảnh của Ngài trên đất. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu muốn tuôn đổ quyền năng của Ngài qua anh chị em để biến đổi thế giới này. Anh chị em hãy khao khát điều đó, hãy sống với điều đó, hãy ước mơ điều đó. Và anh chị em ơi, hãy cam kết tấm lòng mình với Chúa ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con đứng trước mặt một cách hết sức nghiêm túc. Cha yêu dấu, anh em không cầu nguyện, cầu nguyện với Ngài. Cha ơi, con biết rằng những điều Ngài muốn cho chúng con đều là tốt đẹp, những điều Ngài muốn cho chúng con đều là ân điển, những điều Ngài muốn cho chúng con luôn là thịnh vượng, sung mãn và thành công. Nhưng cha ơi, có những thứ chúng con phải quyết định hôm nay. Con cầu nguyện Ngài hãy giúp anh em con làm quyết định đó đúng đắn, quyết định phó cuộc đời mình cho Ngài, quyết định bỏ mọi thứ mình có để vác thập tự giá theo Ngài. Lạy Chúa, Chúa Giêsu yêu quý, hãy đến với tâm lòng của mỗi một anh em con đang ngồi đây. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ơi, hãy chạm vào lòng anh chị em con,
anh ấy về ngài. Chúa chạm chúng ta để thay đổi chúng ta. Chúa chạm chúng ta để nâng đỡ đời sống chúng ta. Chúa chạm chúng ta để đặt chúng ta vào vị trí đắc thắng hôm nay. Chúa yêu anh chị, tôi đang cảm nhận tình yêu của ngài tuôn chảy giờ này. Chúa nhìn thấy tất cả những trăn trở, những điều che đắp, bối rối, những điều anh chị em đang không hiểu rằng mình phải đi đâu, lối đi nào, thì hôm nay Đức Thánh Linh mở cho anh chị, chỉ có một con đường, đó là Giê-xu. Chỉ có một con đường để chúng ta đắc thắng trong vương quốc của Đức Trời, đó là Giê-xu và lễ thánh của ngài. Cha ơi, hãy chạm đến anh em con, tiếp tục Chúa, con cầu nguyện thần linh của ngài tuôn chảy trong hoàn cảnh của ngài giờ này. Tuôn chảy Chúa, tuôn chảy Chúa, để anh em con làm quyết định hôm nay, không phải ngày mai, không phải 5 phút sau, mà chính ngay giờ này. Để anh em con quyết định được phong cuộc đời mình cho ngài, phát thập tự giá theo ngài và mãi mãi vâng lời ngài. Chúa Thánh Linh yêu quý, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này. Tôi cầu nguyện xin thần linh của Chúa thăm viếng anh chị, hãy mở lòng để Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị, hãy mở lòng mình để Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị. Và khi ngài chạm vào tấm lòng anh chị, sự sống sẽ đến. Em có thể làm những quyết định khôn sáng hôm nay. Chúa Thánh Linh là nguồn sự sống. Khi ngài chạm đến người nào, người đó có sự sống. Cha yêu quý, hãy đổ tinh thần ngài xuống cho con cái của ngài. Nói đi Chúa, tin tập Chúa, tin tập Chúa. Hãy làm nóng này những tấm lòng ngồi lành Chúa. Hãy làm rung chuyển những tấm lòng thờ ơ giờ này Chúa. Hãy làm cho mạnh những tấm lòng yếu đuối giờ này Chúa. Hãy làm cho giản dị những tấm lòng run sợ giờ này Chúa. Hãy soi sáng những tấm lòng còn ở trong tối tăm Chúa. Ôi con cầu nguyện Thần Linh ơi, hãy đồng chạm chân sự của ngài. Thần Linh ơi, hãy đồng chạm chân sự của ngài. Thần Linh ơi, hãy bày tỏ cho chân sự của ngài. Yên tâm Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục, xin Chúa hãy tiếp tục, xin Chúa hãy tiếp tục làm tấm lòng anh em con nóng này, làm lòng anh em con bừng lên, làm lòng anh em con quyết định bày tỏ này. Chúa ơi, con cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.